Tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bùi TV. Và hôm nay mình sẽ dắt các bạn đến một quán cà phê khá là đặc biệt và lạ. Quán có địa chỉ tại thôn 8, xã Đắk La, huyện Đắk Minh. Và quán có tên là Montana Home Farm. Ở theo chữ Google nghĩa là nông trại của người thượng. Cũng hơi kém tiếng Anh thì tại sao lại nói quán cà phê này có sự đặc biệt vậy? Đặc biệt là gì? Tại nó mang một cái phong cách rất là bụi. Nhìn vào bạn nào thích cái phong cách bụi trần cổ điển tự do thì có lẽ là sẽ rất là hợp với các bạn. Hoặc là các bạn nếu mà có sự đam mê về đồ cổ thì mình nghĩ là nên ghé quán cà phê này, vì theo lời vợ chồng anh Long chủ quán thì những cái đồ cổ có mặt ở đây đều mang tính chất là đồ cổ. Mình cũng không rõ lắm. Đến đây thì mình rất là thích cái phong cách phục vụ của vợ chồng anh Long ấy. Rất là dễ thương, vui vẻ. Nó mang cái phong thái mà không phải như kiểu công nghiệp đâu. Có cảm giác như bạn đến thăm gia đình một người bạn chứ không phải là một cái quán cà phê đơn thuần. Nếu mà bạn là một người mà sống chậm hoặc là cảm thấy quá mệt mỏi với cái phong cách sống mà nhộn nhịp hay là xô bồ thành phố thì mình nghĩ nên đến đây thưởng thức một ly cà phê, nghe một bài nhạc Trịnh thì thật sự nó nói rất là thú vị. Có vẻ là mình đã già nhưng mà mình khá thích phong cách này. Và ở đây có một cái ngôi nhà dài mang đặc trưng của người Tây Nguyên á, và nó cũng là một cái homestay dành cho các bạn là ở xa muốn lưu trú ở lại. Thì nói chung là cái nhà dài thì mình thấy nó mang tính chất là nhà dài chứ nó khá là hiện đại, đầy đủ tiện nghi và khá xịn. Buổi sáng mình thức dậy lại thêm một cách cà phê nữa, lại nghe thêm một bài nhạc nữa, ngồi cạnh cửa sổ đọc một cuốn sách nào đó thì cuộc đời còn gì thích hơn. Rồi, mời các bạn theo chân mình cùng tham quan nhé. Để ta tìm bóng em tận cuối
chân trời. Giọt lệ còn vương mắt em làm cho ta như tội lỗi thêm nhiều. Dù em còn mãi trách than, ta xin từ nay đành cách xa người. Thank you.